mày. À, thưa quý cô bác anh chị, hôm nay thì cô Loan ở Pháp đó có tài trợ là 300 ổ bánh mì và 300 chai nước suối. À, đây là bánh mì chả cá, những cái phần này làm xong rồi đang cho vào trong cái thùng xốp này để xíu nữa rồi mang lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2 để phát cho bà con cô bác, những người có hoàn cảnh khó khăn. Gì đấy cô? Ổi này á, ổi dục trắng mà ngon lắm, ổi ổi Thái rồi đó. Vâng. Ăn nó ngọt lắm. À. Này. Nó ngọt chua chua có hậu ngon lắm á. À dạ. Thế ngoài ra cái việc phát ngày hôm nay đó thì cô Cường là tát nước theo mưa, cô phát là cơm tôm càng này. Rồi cá. Đây là tôm càng này trời, còn tôm bự quá. Rồi cá hú kho. Nữa, à. Rồi ổi này trời, ổi ngon quá trời này. Ổi này ngon lắm con. Phải ăn ổi nhỏ nhỏ. Vâng, những trái nhỏ thì có lẽ là càng ngon hơn. Càng nhỏ càng ngon. Vâng. Ổi này ăn càng nhỏ càng ngon. Dạ. Đây cô có phát thêm là nước xin lỗi là cơm nữa. Rồi bánh mì thì của cô Marie Loan, nên cô Marie Loan ngoài việc bánh mì của cô Loan đó, thì cô Cường còn phát nước suối và phát cơm và trái cây nữa. Thì cô Loan có phát cả sữa bắp nữa, sữa bắp thì chở lên trên rồi. Đây một thùng bánh mì nữa này các bạn này. Giỏ nhưng thùng. Một giỏ một sọt bánh mì nữa. Cô làm bánh mì chả cá với dưa leo, rau răm để cho bà con mình ăn không có bị ngán nhé. Và đây các bạn này, chả cá này, rồi tiêu này, dưa leo này. Bánh mì rồi mấy sọt bánh mì luôn này. Rồi các tình nguyện viên vẫn đang chia. Đây chả cá này nó chưa có chắp này các bạn. Phần này là cắt nhỏ ra để cho bánh mì. Dạ con chào cô. Chào con. Cô khỏe không ạ? Khỏe. Dạ thưa cô, trên tay của cô là số tiền 9 triệu đồng. Số tiền đó là của cô Loan, em cô Bích gửi. Thì 9 triệu này đó, mình sẽ làm là 300 ổ bánh mì, 300 chai nước suối, 500 này để biếu cô. Cô thích gì thì cô mua. 1 triệu này để biếu các tình nguyện viên, những người phụ giúp tùy theo công sức đóng góp. Ai góp nhiều thì làm nhiều thì cô cho nhiều, làm ít thì cho ít, mà không làm thì không có hưởng. Đó. Thì cái món quà này thưa cô là của cô Loan ở Pháp mà lần trước có giúp mình làm một bữa rồi đó. Thì nhân cái ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời, cô có gửi cái số tiền này để mình làm bánh mì. Và cô ấy cũng có tặng cho con 500 ngàn. Rồi còn có thêm là con đặt là 300 chai sữa bắp thì người ta sẽ chở tới đó. Rồi lát xíu thì mình sẽ phát luôn ở trên đó. Dạ. Này cũng nhận số tiền của Tấn Dương đem lại rồi là 9 triệu. Dạ. Với chặn cho tôi 500. Dạ. Rồi tình nguyện viên mấy người đó 1 triệu. Dạ. Cảm ơn cô Loan rất là nhiều. Vâng. Có làm đầy đủ rồi. 300 chai nước suối, 300 mẫu bánh mì Việt. Bánh mì chả cá đúng không? Cá. Vâng. Nhưng mà trong đó tôi còn làm thêm cơm. Vâng. Cơm được gần 200 hộp nữa. Vâng. Rồi cô với còn cho thêm trái cây nữa đúng không? Coi là cái tiền mà cô cho thêm là cô Loan không có phải phụ không, cô đúng không? Vâng. Này tại mình thấy đã bữa giờ mình cũng cho thấy buồn quá. Vâng. Vì cô Loan, cô Bích ấy, cô rất sợ cô Cường, sợ cái chỗ là bà này bà làm hoành tráng thì gửi một mà bà làm thành 1.5, cuối cùng là các cô ấy cảm thấy không chịu được, không ngủ được thì lại móc tiền lại gửi tiếp. Dạ thì coi là các cô cũng không phải lăn tăn gì hết. Cô Cường thì tính rất là rộng rãi, không có ai cho thì thỉnh thoảng cô ấy cũng dùng tiền túi để cô làm để cho bà con cô bác. Và hôm nay là làm bánh mì chả cá Nha Trang rất là ngon, rất là ngon. Tuấn Dương lát xíu sẽ xin thử 1-2 ổ ăn, nhưng mà hồi nãy ăn thử một nửa ổ thì thấy ngon lắm rồi. Rồi con cảm ơn cô nhá. Dạ cảm ơn cô Loan nhiều nha, chứ gửi lại thăm cô Bích luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô Cường sẽ gửi tiền cho cô Hường để cô Hường coi như là chia cho các anh em.
Dạ rồi, cảm ơn cô. Vâng. Rồi lấy cơm đi. Đây mấy tình nguyện viên đó, làm việc nặng nên là sẽ phụ cho mỗi người. Thôi rồi. Rồi rồi con. Rồi. Ok, để lấy cái này. Rồi xong ra ngoài luôn. Cảm ơn nha. Rồi mấy em phụ lấy hai phần nhá, còn lại mỗi người một phần. Anh phát đúng cho em mỗi người một phần nhá. Nếu không, rồi được rồi, hết tới mấy em phụ là mỗi phát mỗi người một phần, không có đưa thêm nhiều. Rồi mời các bạn tiến dần lên đi. Một hộp cơm, một ổ bánh mì, một chai nước. Rồi đại ca phát nước đi. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn nhé, cảm ơn. Cảm ơn, rồi bước tới. Rồi xếp hàng đi các em. Có bị mờ. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Kêu những người chưa có ra lấy nhá. Cô bác lấy xong rồi thông báo những người khó khăn ra lấy nhá. Mỗi người một phần. Lựa nha cô ơi. Bạn lựa nha. Cảm ơn nhiều. Lẹ lên. Lại cứu lại luôn. Lẹ lẹ chị ơi. Mỗi người một phần, mỗi người một phần cô bác ơi. Lại ăn nước này chị. Mỗi người một phần, thông báo người chưa có ra lấy. Mỗi người một phần, thông báo những người chưa có ra lấy. Cảm ơn các cô chú, mỗi người một phần, mỗi người một phần. Thông báo những người chưa có ra lấy giùm em nhá. Cơm không lấy à, lấy cơm lấy kìa. Rồi. Lắc đều lên. Mỗi người một phần, cơm bên hông kìa. Rồi, dừng lại. Mỗi người một phần cơm, một ổ bánh mì nhá, cơm tự lấy, hiểu chưa? Cơm tự lấy, ông đi qua rồi để bảo không có cơm. Rồi, cảm ơn. Mỗi người một hộp cơm, ổ bánh mì, trái cây, nước suối. Ngày hôm nay là ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời. Em trai lấy đây không có lựa. Không lựa nha, cơm là không vậy anh ơi. Rồi, chúc sức khỏe. Vòng ra sau đi ông ơi. Cô bác mình nhắc cho người ta lấy cơm. Rồi vô đi, cảm ơn em. Được rồi đấy, rõ hơn đấy. Rồi mỗi người hộp cơm, ổ bánh mì, chai nước, trái cây, chai sữa. Rồi chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn. Đừng lỡ anh ơi, không có gì đâu lỡ. Anh trai vòng ra sau xếp hàng. Vòng ra sau xếp hàng. Rồi cảm ơn em gái nhá. Đây là phát từ thiện, phải cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe các cô. Nè, mấy cô có lương rồi, thôi ra lấy phần cơm nào ăn được để nhường cho người bệnh giúp em. Vô trong nhà thương có nước. Rồi chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Bỏ xuống mỗi người một phần đi em gái ơi. Chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn. Rồi kêu những người chưa có ra lấy mấy anh chị ơi. Kêu những người khó khăn chưa có ra lấy nhá. Vòng ra sau xếp hàng giùm em đi các anh chị ơi. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Kêu những người chưa có ra lấy mấy anh chị ơi. Cảm ơn. Kêu những người chưa có ra lấy.
Rồi sau ông ráp lấy cho bảo vệ ông cứ đi vòng sau đi. Đi vòng cái lẹ hơn không? Đi vòng luôn cái lẹ. Rồi ta khán giả ta coi ta tưởng là đây là mấy lãnh đạo đại bàng. Vòng ra sau xếp hàng giúp em. Vòng ra sau xếp hàng giúp em đi ạ. Lẹ lên. Lẹ lên, trời sắp mưa rồi cô bác ơi, anh mỗi người một phần. Ông bãi em chưa nói đến mày. Rồi, chúc sức khỏe bước tới. Rồi, chúc sức khỏe bước tới, mỗi người một phần. Rồi, tới luôn, hộp cơm, ổ bánh mì, chai lẹ, nước. Đầy đủ luôn rồi. Nhanh lên. Mẹ nó tối rồi mà. Rồi, đúng rồi. Rồi, xếp hàng giùm. Xếp hàng sao vậy? Rồi, chúc sức khỏe, rồi đi em. Kêu những người chưa có ra lấy nhá, kêu những người chưa có ra lấy. Kêu những người chưa có ra lấy nhá, ai khó khăn thì ra lấy. Ra sau xếp hàng đi người đẹp. Một phần thôi, bước tới. Mỗi người một phần thôi, vòng ra sau xếp hàng. Không đưa ở đây. Cảm ơn ạ, cảm ơn. Rồi. Lấy cơm, lấy sữa, bắp đi các em. Đây cơm chưa có thì đây này này. Rồi đi đi. Mỗi người một phần nhá, thông báo những người chưa có ra lấy, cảm ơn. Rồi chung sức khỏe. Mỗi người một phần cơm thôi để nhường cho người giấy. Đây là hai người ăn rồi. Bánh mì với cơm. Hai người. Nhanh lên, nhanh lên. Cái nữa, hai người trời còn có. Rồi cảm ơn. Rồi đi. Rồi nhanh lên đi, nhanh lên. Vòng ra sau xếp hàng đi mấy anh chị ơi. Nhanh lên đi. Rồi. Rồi đi, rồi đi. Mỗi người một phần. À. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rồi. Rồi. Gì đây cái bình hồi ý rồi tùm lum tà la. Lộn xộn. Rồi xếp hàng đi, mỗi người một phần. Mấy cái đấy giữ lại cho ta. Đá thì đổ đi. Đổ rồi. Nhanh, 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 nhanh. Mỗi người một hộp cơm, một chai nước, ổ bánh mì. Rồi cảm ơn mấy em. Rồi đây đây lấy sữa. Vòng ra sau xếp hàng. Vòng ra sau xếp hàng. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn sao luôn đi. Rồi sữa bắp. Vòng ra sau xếp hàng, mỗi người một phần thôi. Rồi ra sau đi. Cho có như này à. Bánh mì nè. Lấy bánh mì kìa. Bánh mì đây nè. Thấy không? Có lấy bánh mì không? Có lấy bánh mì không? Đây là đây. Cô ơi, không, 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 lấy một phần thôi. Có bánh mì rồi em. Mỗi người một phần thôi các em ơi. Lấy cái nào lấy một cái rồi đừng lựa nữa. Ôi, người sao không có gì luôn á. Rồi đây, rồi đây, đây. Hai vợ chồng này hai ổ bánh mì rồi cơm rồi gì nữa để nhường cho người sau. Em trai đi vòng ra sau xếp hàng giúp anh đi. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn. Lấy sữa bắp nữa nhá. À, bán vé số có lưu lương có tiền. Hỏi. Rồi chúc sức khỏe. Kêu những người chưa có là lấy đi mấy em. Vòng ra sau xếp hàng. Lẹ lên, sắp hết rồi, lẹ lên. Rồi, chúc sức khỏe. Ai nhận xong rồi, vô thông báo người chưa có ra lấy nhá. Ai nhận xong chưa có thông báo người. Ủa sao lấy hai ổ bánh mì em trai. Lấy một thôi, nhường cho người sau em trai. Nhường cho người sau giúp anh. Đủ rồi, tới đây. Vòng ra ngoài. Giang bánh mì rồi, không có cơm. Tại vì số quá luôn rồi. Vòng ra sau xếp hàng đi các em nha em ơi. Cơm hả? Đây ở đây tốc độ lấy rất là lẹ nha. Lẹ luôn. Cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Bước tới đi. Chúc sức khỏe, mỗi người một phần. Cảm ơn. Rồi xin cảm ơn, bước tới cảm ơn đi mấy em. Ừ. Em gái lấy lần thứ hai à? Dạ em lấy giùm ạ. Cảm ơn. Lần sau không lấy giùm nha, lấy mình em thôi.
Ôi trời, sao lấy hai ổ bánh mì này? Nhường cho người sau nữa đi. Không không, mỗi người một phần thôi. Sao lấy ba ổ bánh mì này rồi? Để cho người sau nữa đi chứ. Lấy phát mỗi người một phần thôi, đừng phát nhiều. Còn nhiều người ta chưa, mỗi người một phần thôi, không cho nhiều này ca. Còn sữa phát theo đều với sữa với bánh mì. Bánh mì, nước suối, sữa phát đều đi. Mỗi người một ổ thôi. Mỗi người một ổ, còn phát sữa nữa. Anh phát thế người sau không có đâu. Cô bác ra xếp hàng đi ạ. Mày dẹp ba cái vỏ đi. Rút gọn vô không anh? Cứ phát mỗi người một ổ đi, đều sữa với... Rồi. Quẹo này. Lấy sữa nữa bà, lấy sữa đi bà. Rồi, chúc sức khỏe, vô đi. Cảm ơn bà. Lấy chai sữa, tự cúi, tự lấy đi cô. Mỗi người một chai. Con bé, con này. Đúng rồi, người ta giành giật rất là... Mỗi người một chai, cảm ơn mấy cô. Rồi, cảm ơn. Vọng ra sau xếp hàng người đẹp. Má mập quá trời, kéo không nổi luôn ấy. Đi như tàu điện này. Vòng ra sau xếp hàng đi các chị ơi. Vòng ra sau xếp hàng giúp em, lấy cái gì cũng được. Chị đi như tàu điện ấy, em kéo chị không được ấy. Vòng ra sau lấy giùm em chứ. Hết cơm còn bánh mì thôi. Cơm có 200 phần, bánh mì tới 300 phần lận. Ai cũng có. Lấy sữa chưa? Rồi ok, vào thông báo người chưa có ra lấy. Qua đây lấy sữa nữa này mấy chị ơi. Lấy bánh mì, lấy sữa nhá. Vâng, cô lấy đi. Trời ơi, xin người ta có cho đâu. Anh xin dùm thôi. Không có xin dùm của ai, người đó lấy. Mình cứ lo bản thân mình đi. Đấy, để nguyên đây xíu mình uống. Đây bà cứ lấy cho tụi nó, bà lấy. Thôi bà ơi, bà lấy nhiều rồi, người sau chưa có bà. Bà lấy hai hũ rồi, bà cứ để con phải nói nhiều bà. Bà người lớn rồi, bà đừng để con phải nói nhiều. Má đi về nữa, đi ở đây nữa đâu. Trên đường về. Thực ra là tụi con mang đây là cho hết, nhưng mà chia đều mỗi người một chút. Chứ người lấy 3-4 chai rồi người không có. Không có lô, không có sáu lô mà. Rồi hết rồi, đó. Rồi mỗi người một phần. Ngon không đại ca? Đây bánh mì chả cá. Ngon ngon, ok. Rồi cảm ơn. Mỗi người một chai thôi mấy em ơi, chia sẻ đi. Lấy sữa vào cho các cháu uống, sữa bắp nha. Ngon chứ bảo. Rồi chúc sức khỏe, vô đi. Một chai thôi. Một chai nhường cho người sau chưa có bà ơi. Chia sẻ yêu thương, mỗi người một thôi. Vòng ra sau xếp hàng đi mấy chị. Vòng ra sau xếp hàng giúp em đi. Ai cũng có, vòng ra sau xếp hàng đi cô. Rồi dẹo vô lẹ lên. Của ai người đó giữ, của ai người đó giữ, không có lấy dùm. Mình đâu có đau dùm người ta được đúng không? Rồi mỗi người chai sữa, ổ bánh mì, chai nước suối đi. 300 phần thoải mái luôn. Vòng ra sau lấy em gái. Lấy vòng ra sau lấy giúp anh. Nhanh. Rồi chúc sức khỏe. Thông báo người chưa có ra lấy nhá. Khỏe nè. Chắn đây cho không có chạy vô. Ở đây thì đều những cái người là trẻ khỏe, là đang có con, có cháu ở trong nhà thương. Nên là mọi người lấy rất là lẹ nhá. Khác với những chỗ khác là những ông bà già, những bệnh nhân thì người ta đi nó chậm chạp, nhưng mà đây các anh chị đi tốc độ rất là lẹ. Rồi cảm ơn. Theo những người chưa có là lấy đi mấy anh chị ơi. Bánh mì, nước suối, sữa bắp. Chia sẻ yêu thương. Lẹ lên. Chỗ này phát cơm chị ơi, vòng ra sau đi. Qua đi vòng lối ngoài này. Rồi chúc sức khỏe, bước tới. Vòng ra sau xếp hàng em à gái ơi. Nhanh. Còn cái gì lấy cái đó nha, cứ phát khô máu đi. Phát hết thì thôi đi về.
Không lấy dùm, của ai người đó lấy các bạn ơi. Lấy dùm được không? Không. Không. Của ai lấy, của ai người đó lấy, không lấy dùm. Mình đâu dùm đâu. Giờ thông báo dùm thì được, thông báo người ta ra lấy dùm thì được. Rồi đi, cứ xếp hàng cái gì cũng có. Rồi đi. Rồi chúc sức khỏe. Rồi đi. Cơm hết rồi em gái. Còn bánh mì thôi. Không, một đi đại ca ơi. Tăng tốc là người sau không có ăn. Vòng ra sau xếp hàng đi, lấy cái gì vòng ra sau xếp hàng em. Lấy sữa bắp, lấy nước suối đấy. Rồi kêu thông báo người chưa có là lấy đi em. Kêu vợ ra lấy. Trông đi cho vợ ra lấy em chị. Mỗi người một phần giúp anh. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Rồi chúc sức khỏe, lấy sữa bắp, bánh mì, nước suối. Thông báo ai chưa có là lấy, vòng ra sau đi em gái. Đi theo thứ tự dùm. Bánh mì, nước suối, sữa bắp, mỗi người một phần. Nhận xong đi rô đi. Nhận xong rô đi các con. Rô đi có rồi, rô đi. Đi đi bạn gái, đi đi con. Rồi chúc sức khỏe. Từ từ lấy sữa bắp nữa nè. Sữa bắp bánh mì vẫn còn nhá. Từ từ chờ chờ lấy sữa bắp đã. Rồi mỗi người một phần bước tới. Rồi chờ lấy tự lấy đi. Tự lấy đi em, lấy chai sữa bắp nữa. Đây, bưng sữa bắp lên trên. Vòng ra sau đi cô bác ơi, lấy gì lấy. Kêu những người chưa có ra lấy đi mấy em. Kêu những người chưa có ra lấy nhá. Thông báo người chưa có ra lấy. Rồi bắt đầu có những cái hạt mưa rồi các bạn ơi. Rồi chúc sức khỏe bước tới đi. Đây, trước là ba cái giỏ bánh mì. Rồi hai đứa trẻ hai chai sữa luôn. Đây còn khoảng chục ổ nữa thôi nhá. Rồi sữa. Nhanh lên. Còn sữa. Đây các bạn ơi, phát giờ tới giờ này thì bắt đầu có những cái hạt mưa rồi. Rồi. Cô ấy có cái bịch đấy để riêng cho mình đấy nhá. Bịch đấy là đấy đấy, cái bịch đó cô mang về nữa. Vâng vâng, bịch đó đặc biệt hơn. Mang về cho mấy cô ở nhà uống. Mưa rồi. Đây các bạn ơi. Giờ hết sữa. Đây những cái phần cuối cùng rồi. Mọi người đang bị mưa luôn. Giờ tới đây thì Tuấn Dương cũng xin cảm ơn cô Loan. Giờ đây các cô ấy gom gọn bàn lại cho tụi mình này. Đấy ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa. Mọi người đã mang dù ra để đi. Rồi tới đây thì xin dừng video clip và cảm ơn các cô bác anh chị. Rồi cảm ơn cô nhá. Rồi cảm ơn. Dạ.